Chào đồng bọn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cách đánh báo để chuyển câu bằng cách đánh điệu ha. Thường báo chuyển câu ta báo nốt. Không mà mai mốt mình cũng chia em vừa cái cách báo bằng cách đánh điệu, rồi mình chia em thêm mấy cách báo bằng đánh nốt vô nghe lạ bài. Đánh nốt chia sẻ sau ha. Giờ đánh điệu để báo chuyển chuyển câu. Cách đánh này dùng để nhấn mấy khúc cao chèo cũng được nha mấy bạn. Ví dụ báo chuyển câu đi. Tim bầu hồng long quang, bầu sáng vàng. Báo báo để bắt đầu chuyển câu phải không? Đó, mấy cái bài bô-rô hay là dân ca nhạc trẻ gì mấy bạn báo chuyển câu với bạn. Tại tụi nó bằng nhịp mà mấy bạn nhồi nhồi này là mấy bạn vô nghe cũng hay, để thay qua thay lại á, lúc báo nốt lúc báo bằng cách đánh đánh đều. Rồi cái này mấy bạn còn những khúc cao chèo mấy bài hát á, thấy khúc nào nó có cao chèo á và chêm nó vô một cái nghe cho nó sung đúng không. Lũng bình trôi xa phía xa xa, dòng đời trôi chia cánh đôi ta bên sông buồn. Cao chèo mình nhồi nó vô. Hồi giờ vô bài ha. Mấy cách đánh báo nốt này mốt mình chia sẻ thêm sau ha. Chia sẻ này để mấy bạn chia em vô cái lúc đổi qua lúc đổi lại nghe cho nó hay bài. Thì cũng như mấy cách tập trước nha, giữ nguyên tông một tông, ví dụ tông la đi, đập cho nó quen rồi bắt đầu chuyển tất cả các tông, chuyển theo vòng hợp âm rồi nhảy tất cả các tông tùm lum á cho nó quen cái tay đánh. Rồi giờ mình đánh cho mấy bạn thử, cho mấy bạn tí mình đánh chậm lại nha, đánh đánh nhanh thì nó mới ra đều nha. Tập đánh vậy để nó quen tay, còn cái này chỉ đã chêm vô mấy cái lúc mà chuyển chuyển câu á, ngân đã chuyển câu với lại mấy cao chèo á là nghe mới hay nha. Giờ vô bắt đầu tập đánh nè, mình đánh từ từ. Còn mấy bạn dùng tập cặp tay mấy bạn nghe á. Từng 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 từng. Giờ mình đánh từ từ cho mấy bạn tâm la đi, nhồi la hai cái nè, từng từng vuốt xuống, đánh dây hai, đánh dây ba, móc dưới đánh hai, thuận lại cái đánh ba, móc dưới đánh hai, đánh ba, đánh hai và lại đánh hai, đánh ba, móc dưới đánh hai, thuận lại cái đánh ba, đánh hai, móc dưới là đánh hai, đánh ba, đánh hai, trở lại vuốt xuống, đánh hai, đánh ba, móc dưới đánh hai, thuận lại cái đánh ba, móc dưới đánh hai, đánh ba, đánh hai và lại đánh hai, đánh ba, móc dưới đánh hai, thuận lại đánh ba, móc dưới đánh hai, đánh ba, đánh hai và lại đánh hai, đánh ba, móc dưới đánh hai, thuận lại đánh ba, móc dưới đánh hai, đánh ba, đánh hai và lại
nhồi từng 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 bấm chết game này mình đánh cho nó quen. Thì lúc đó mấy bạn mới mới tập chuyển game nha. Rồi lại thêm lần nữa nè. Từng 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 đánh hai đánh ba móc dưới đánh hai thần làng cái đánh ba móc dưới đánh hai đánh ba đánh hai và lại nhồi đánh hai đánh ba móc dưới đánh hai thần làng cái đánh ba móc dưới đánh hai đánh ba đánh hai và lại. Đó là cái cách đánh nó vậy á. Còn khi mấy bạn đánh lẹ thì nó sẽ ra đúng không? Rồi thôi bye mấy bạn nha. Chúc mấy bạn luyện đàn vui vẻ nha. Rồi bài sau mình chia sẻ thêm thêm mấy cái cách để chêm vô cho đàn nó đánh đàn nó hay ha. Bye mấy bạn nha.